Xin chào, chúng mình là Tin Tức Mới, kênh tổng hợp thông tin nóng nhất 24 giờ qua. Ngay bây giờ, hãy cùng mình đến với bản tin ngày hôm nay. Mới đây nhất, đông đảo dư luận trên mạng xã hội không khỏi xôn xao bàn tán trước những lời tâm sự về mối quan hệ căng thẳng của cô dâu HC khi về sống tại nhà chồng là chú rể PVT. Những lời tâm sự về bố chồng khó tính của cô dâu HC mới đây trong một chương trình truyền hình đã nhận về sự chia sẻ rất lớn từ cộng đồng mạng. Phần đông dư luận đều có những ý kiến tranh cãi trái chiều xung quanh những trải lòng về mối quan hệ căng thẳng giữa bố chồng và con dâu này. Trên sóng truyền hình, HC chia sẻ rằng trong lúc sống chung với gia đình nhà chồng, cô hay có những mâu thuẫn khá gay gắt với bố chồng hơn là mẹ chồng. Theo cô chia sẻ, vì sự khác biệt vùng miền, phong tục tập quán nên cô thường hay làm phật ý bố. Chẳng hạn như khi chuẩn bị ăn cơm mà nhà có khách, cô lại bị bố trách là thiếu tinh tế vì không có lời mời khách ăn cơm cùng cả nhà. Hay những lúc bố đi đâu xa về, cô lại quên hỏi thăm khiến ông tức giận và thường có những hành động gây ầm ĩ trong nhà như đóng cửa, kéo bàn ghế rất mạnh. Sau khi được mẹ chồng góp ý, cô cũng đã sửa đổi và xin bố mẹ chồng cứ thẳng thắn khuyên bảo mình, nhưng tình hình cũng không khá hơn là bao. Thậm chí, vì quá căng thẳng cũng như không biết xử lý như thế nào, cô xin phép được về nhà mẹ đẻ ở một thời gian thì bố chồng lại không cho và còn cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ. Có không ít lời bênh vực và tỏ ra ngao ngán, đồng cảm cho cảnh nàng dâu sống trong cảnh gia đình chồng có bố mẹ khó tính, kỹ lưỡng. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng cô con dâu đã thiếu tinh tế trong cách ứng xử với bố chồng vì chuyện thăm hỏi, ăn cơm là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày và nếu để ý một chút, có lẽ mâu thuẫn sẽ không xảy ra. Nhiều ý kiến để lại như: nói chứ chị này lúc về làm dâu cũng nên ý nhị, để ý chút thì chắc không có mâu thuẫn xảy ra. Bố mẹ chồng khó tính thì mình nên để ý một chút là được. Cũng thông cảm cho chị, âu cũng là do khác biệt vùng miền, phong tục mà ra. Thiết nghĩ anh chồng có thể ra tay giúp điều hòa mối quan hệ này. Hiện tại, những lời tâm sự kể trên vẫn nhận về sự chia sẻ và bàn luận chóng mặt từ dư luận. Có không ít những lời bình luận liên quan đến sự việc này. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông cho nàng dâu, nhưng cũng có không ít cư dân mạng nhận xét cô thiếu tinh tế trong cách ứng xử với bố chồng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và theo dõi kênh Tin Tức Mới để ủng hộ đội ngũ của chúng mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại!